Chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Đại Vlog nha. Rồi thì đầu tiên thì Đại cũng xin chúc mọi người có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình ha. Mọi người nào có xem kênh Đại, yêu quý Đại thì nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho Đại một like ha. Rồi thì quay lại với cái video ngày hôm nay á, thì Đại muốn giới thiệu mọi người là một con máy cưa nha mọi người. Xin đây qua nha, 350 ha. Hệ nha, con này là khai thác tuyệt vời nha mọi người, bền, đồ phụ tùng nhiều, không có bị hư lặt vặt ha. Nên hơi xấu nha, con này là bích tông chưa xài mọi người, dây giật mọi người coi dây giật nè, không có vệ sinh gì luôn nha, nó nguyên zin đó vậy luôn ha. Làm đây, làm Latin nha, làm zin theo máy, bản mỏng. Làm bốn tắc đó, làm zin đây, cái này là tai đen nha mọi người. Mình coi đi, nó mới đã mới test cắt thử nè, đó đẹp từng chi tiết ha. Mấy cái này thì nó bị chóc sơn nó nổ ha. Xích chuột zin của nó luôn đó. Rồi quay rồi tí xíu đã mở bô cho mọi người xem nha, cho mọi người xem luôn, rảnh mà dịch cũng không có làm gì. Đây chế của nó là không có vệ sinh nha mọi người đó, rửa rồi gáp vô nổ luôn đó, không có chỉnh xăng luôn, tuyệt vời luôn. Đây cái lượt của nó ha, đó này mọi người coi nè, hai ốc này chưa mở luôn ha, đẹp tuyệt vời nha mọi người, thì đẹp xuất sắc luôn á, không còn cái đường nào mà để chê nữa đâu, quá tuyệt. Cái này thì nó phải bị nổ rồi mọi người, phải chịu rồi, nhưng quan trọng là máy zin nha. Đó, thì đây là cái công tắc đây nè mọi người, tắt mở ở đây ha, còn chỗ này là đóng le mở le, kéo ra là đóng ha, đè vô là mở. Thì ở đây là con ốc chỉnh nhớt của nó đây nha mọi người, ngay nhớt ít nhất nhiều ha. Thì bây giờ á, Đại sẽ mở ra ha, mở ra để mở cái bô ra cho mọi người xem. Chung là cái con này là cái bô nó, cái nước gam bô đó là nó chưa, nó còn đang xì luôn mọi người, bô chặt trong nó chưa đóng khói luôn á. Mọi người coi nè, mọi người thấy không, đang mung luôn á, chưa có xét cái gì luôn, quá xuất sắc luôn. Máy mở ra cho mọi người coi trong ha, ốp đây thì nó hơi bị nổ nha mọi người. Cái con đời này nó vậy đó, bên đây nó hơi vàng vàng, nó hơi vàng cam cam vậy đó. Mở ra mọi người xem nè, đó mọi người coi nè, vàng cháy luôn, ốc này kia vàng cháy luôn đó, tại mới chạy thử mọi người nên thành ra mọi người thấy nó vậy đó. Đó nhớt lam này kia tất cả ok nè, thấy không, nhớt còn ra nè, ướt dính tay nè. Mọi người chờ xíu ha, mở bô cho mọi người xem. Máy cưa mà dây giật mà nó trắng vậy là cũng hết biết luôn mọi người, tới bài luôn. Thật sự mà nói, máy cưa về mà ít khi nào mà được cái con mà nó dây giật trắng lắm mọi người, nó đang hồ lồi à, nó không chỉ có mà kiểu ngoài này không biết nó là sao mọi người, bển không biết nó có xài không nữa, nó cắt chắc chận mạch mà nó bỏ mẹ rồi. Mọi người đợi xíu nha, nhớt nó dính khó chịu, mọi người ơi quên đem cái nồi dẻ ra lao nữa, con tay à. Chung là này chơi là phải chơi tới bến cho mọi người ha, tại sẵn rảnh mở thôi chứ thường hay dụ ai yêu cầu ai mua máy á, thì đã có chụp sẵn á, lại gửi thôi chứ làm biến mở gì lắm, nó lâu quá mọi người, nó mất thời gian á. Mọi người coi nè, đó mọi người coi không, mọi người thấy cái bít tông chưa, nó không đóng ngay luôn, cái này là nhớt nha mọi người ha, bộ nhớt của nó đó. Mọi người coi nè, mọi người coi đi, bít tông nè, mặt giống nè, thấy mọi người. Ô chèn, mới nẹt mấy cái nè, nó mọi người coi nè, tinh luôn,
còn 7 màu luôn ha. Đó. Rồi tới cái bô mọi người coi nè. Lỗ bô nè. À, chưa có gì hết trơn ha. Đó, rồi giờ thấy Đại sẽ gáp vô nha, rồi Đại sẽ test nổ. Thì thôi giờ Đại tắt đi, rồi Đại gắn vô xong rồi Đại bấm quay lại. Đại gắn vô lại rồi nha mọi người. Mà ốc là hai con ốc này bắt ốc làm zin luôn nha. Đó này nguyên không bể không gì luôn. Chỗ cái chặn này còn luôn ha. Rồi giờ đem xuống test nổ nha. Zin đàng hoàng nha mọi người, để chạy lóc hết. Đó. Này lít nè, này quên quay. À, mọi người coi nè mọi người, 7 màu luôn nè. Con này là gọi là đúng đỉnh luôn á ha. Thì muốn chạy thì cái gì đâu mọi người, mình chỉ với những hướng dẫn, những thí dụ ai mà chưa xài dòng này thôi nha. Còn những anh em nào có xài thì lướt qua ha. Thì đầu tiên thì mình mở le. Đây công tắc đây, bật lên. Đó, bóp ra, gài lại. Còn không thì ta bóp tới kéo. Kéo lên nó làm cái ẹn cái thì mình đóng vô là giật nó nổ thôi mọi người ha. Nhưng mà nãy Đại đã cho nổ rồi. Hơi dữ lắm nha mọi người. Hơi dữ lắm hơi luôn. Nào. Hơi chắc gịch luôn á. Dây trắng là từ trong ra ngoài luôn nè. Video đã giới thiệu con máy cưa Shindewa 350 ở đây là kết thúc nha. Mọi người nào cần thì liên hệ theo số Zalo của Đại nha. Rồi, Đại chào tất cả mọi người.